Pepsi vị chanh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, ráp hay bùng nổ. Em chung lại nhìn em như vậy. Thế thì sao? Nhưng mà em là một con người rất là thích ăn. Em sẽ ăn hết tất cả các món mà người yêu mình nấu. Phỏng vấn mà cũng thả thính nữa. Trong kia cho ăn cơm chó cho anh đủ. Anh hết á. Ra đây cho ăn tiếp. Người yêu em còn em gái không? Có em nè. Em này được không? Anh hỏi khó đó. Em đi thôi. Em nấu ok lắm à. Nấu ăn ngon lắm. Mình người yêu vậy. Ok thì mình sẽ tổ chức đám cưới. Trời ơi. Cay á. Số đông rồi em à. Số đông rồi em à. Ừ, em nói ít lắm. Em có thể phản biện. Thông tin này hoàn toàn đúng. Là phản biện rồi đó hả? Là phản biện rồi đó. Mình nên chấp nhận sự thật em à. Tại vì em thấy là anh DT là một người rất là đẹp trai, dễ thương. Kẹp hai. Mà không nói nhiều đấy. Nói nhiều nhất là khi mà em... Khi mà anh nói nhảm. Khi mà anh nói nhảm. Các em rất là quý em, anh em à. Mình là anh em mà ở mình chơi nhau. Cả mọi người đều rất quý anh DT. Ok, mà thương mọi người mà. Diễn đi anh, diễn đi. Kêu cho ông bố. Ngoài cái người nói nhiều thì ở đây ai là người nói ít nhất? 1, 2, 3. Yes sir, chính là bên đây. Anh quý boy. Tôi là tượng, không nói được. Lúc nào mà bỏ thẻ vô mới nói. Hợp tác cùng anh Double Tutti trong tác phẩm lần này thì em cũng đã cố gắng để boost anh Double Tutti lên. Nhưng mà công việc này quả là khó khăn. Mình trong rap thì có thể là nói rất nhiều, cũng phát flow các thứ, nhưng mà ngoài đời mình... Mọi người không cần phải nghe anh Double Tutti nói nhiều ngoài đời đâu. Đúng rồi, mọi người... anh lên nhạc đi rồi sẽ thấy à. Đó. Làm nũng hả? Làm nũng hả? Ông team em không có điều đó nha, team em mạnh mẽ. Làm nũng hả? Team em chất. Làm nũng hả? Team em chất lắm. Làm nũng có tương đương với cả là nói nhảm. Làm nũng là gì? Anh hô mà. Anh đúng một chút đi, có chỉ DT nè. Cái gì? Mình thấy DT đôi lúc. Tôi làm đúng rồi nào. Thì thoảng thấy trạng thái đấy của DT. Ngầu vậy mà ta. Đang ngầu lắm mà ta. Đó giờ vậy không? Mình không ở nhà chung, nhưng mà trước khi về nhà chung thì mình và Captain có ở chung một căn phòng. Căn phòng tình yêu luôn. Căn phòng tình yêu. Thậm chí các bạn tắm cũng có thể nhìn thấy nhau luôn. Chúng mình phải cảm ơn đến huấn luyện viên của chúng mình. À, là anh Bảo. Trước khi về nhà chung thì anh Bảo đã book cho hai thằng một căn phòng khách sạn ở quận nhất. Có vẻ như là chưa tìm hiểu kỹ về căn phòng. Book ngay căn phòng... Tình yêu mà. Căn phòng dành cho cặp đôi. Có nghĩa là... phòng tắm, phòng vệ sinh là sẽ có một cái gương mà ngoài nhìn thấy luôn. Sao thấy cái đoạn này nói nhanh dữ ta, nói nhiều dữ ta. Và những cái lúc mà tình yêu thấy mướt dữ. Có muốn thưởng thức cái không khí ở nhà chung không? Ra thì cũng có, tại vì nó vui. Em cũng có khoảng thời gian em qua nhà chung của mọi người khá là vui ạ. Tại vì kiểu có cơ hội để anh em cùng nhau kết nối với nhau là em có đâu rủ mình đâu mọi người. Đâu rủ. Tranh thủ một tí qua chơi đó. Đâu rủ. Anh xa quá mà. Thôi không rủ, xa gần xa muốn đi người ta đi, muốn đi là xa cái nào cũng đi. Không rủ thôi đó. Lần sau thì em sẽ rủ nguyên cả một team đi. Đó phải vậy, nó phải vậy đó. Chưa đi đi vậy không? Vậy. Nhưng mà tôi đang gặp cái búa. Cái việc kiểu qua nhà chung của nhau hay không quan trọng, quan trọng là chúng ta cùng chung một con team và hướng về team ấy ạ. Nghe nó ước ác vậy đúng không? Đúng là một rapper. Một rapper tình cảm. Cô man. Tình cảm á man. Anh Bảo phải sắp phòng cho anh DT với cả anh lo ở cái anh Bảo sắp team rồi. Mà. Sắp team rồi cho gặp rồi. 1, 2, 3. Tự thú luôn hả? Anh chưa thấy em ăn nhiều quá. Cho anh đi. Tại vì có thể là em ít ăn cho mọi người thấy, nhưng mà em là một con người rất là thích ăn. Em sẽ ăn hết tất cả các món mà người yêu mình nấu. Phỏng vấn mà cũng thả thính nữa. Trong kia cho ăn cơm chó chưa anh đủ. Anh hết á. Ra đây cho ăn tiếp, chưa đủ luôn. Mình là một người con người hạnh phúc. Hôm trước anh có nhớ là Captain hỏi là phải làm sao để có một cơ bắp, kiểu một cơ thể kiểu cơ bắp như anh. Thì lo con nói là chỉ cần em có một cô người yêu biết nấu ăn ngon thôi. Chính xác là vậy, chính xác là vậy. Cũng hợp lý đấy chứ. Người yêu em còn em gái không? Có em nè, em này được không? Anh hỏi khó đó. Em đi thôi. Em đi thôi. Em nấu ok lắm à. Nấu ăn ngon lắm. 1, 2, 3.
game thủ. Chưa chơi với nhau dán game rồi luôn thật à? Thật ra nha, mình cái này mình sẽ nói riêng với anh Double Duty. Lúc mà anh Bảo thuê phòng với bọn mình thì gần như là bọn mình chia ra thời gian là 12 tiếng để tập luyện, còn lại 12 tiếng là để đi đá pét. Hai anh em sứt đầu mẻ chán luôn vì vui nhìn đã xem, vui nhìn đã xem. Tức là vui nên là không có game thủ nào giỏi nhất cả. À, em không công nhận anh ạ. À? Chỉ có người chiến anh thắng. Em nói anh thế, em nói anh cứ tưởng là em công nhận không, anh. Nhưng mà tại vì em toàn trong thua mà em không phải công nhận em là người hay thua, em phải công nhận anh là người giỏi nhất đi. Lúc này hết thấy nói hết luôn rồi. Nha, thì anh Double Duty là một người ăn hôi pen giỏi nhất. Thua. Bắt đầu tố giác nhau những cái thói hư tật xấu của nhau. Ai là người cồn dọn dẹp nhất? Thấy không có ai sạch sẽ luôn á. Ý là em nói team mình dơ á hả? Ý em là alo mấy thành viên nghe ngang lại ngang lo kêu thấy team mình dơ nha. À, thì thật ra mình với anh Double Duty đều okay sạch sẽ hết thôi. Ừ đúng rồi. Rất sạch sẽ. Ai dọn phòng nhất? Cả hai anh em. Lúc đi tập thì ai cứ sơ hỏi tập rác là dọn ra. Em à, bọn em. Em. Đó, người ta thấy người ta tự hào. Đúng, cấp tình luôn luôn là người tốt mà. Chưa thấy bao giờ. Chưa thấy bao giờ á? Hôm sang nhà Ma Siêu mấy hôm ấy toàn tôi dọn á. Toàn tôi dọn á. Thế à? À không? Có không biết, không thấy, không biết. Để cho mọi người nhìn thấy. Không, sao phải thế? Anh Bảo sẽ kiểu, tuy thằng này nó rap dở nhưng mà được cái là nó sạch sẽ. Nên là thôi. 1, 2, 3. Ở ngoài thì nhìn trông rất là lạnh lùng. Nhưng bên trong thì rất là đáng yêu. Trương Ti đã đề xuất to nè. Nhìn bề ngoài anh như nào? Không, thật ra mình rất là lạnh lùng. No. Em nghĩ lo, anh lo là một người rất là hiền ra. Hiền lành. Chắc em lo anh coi lắm. Đi ti á. Dữ chưa? Thế thì chắc có mình tôi thấy lo. Chắc đây có mình tôi thấy lo. Thấy em sao anh? Anh lo. Rút khó chịu vậy. Ok. Rồi an toàn hết rồi. Em là số 23. 23 là số lẻ, chỉ lo sẽ phải thực hiện một thử thách. Thử thách ở đây là nắm tay và mắt đối mắt với người bên cạnh trong vòng 15 giây. Cháy đấy chứ. Tình cảm xíu coi nào. Em nắm tay bồ em sao đây nè. Nắm tay bồ kiểu này hả? Rồi bây giờ. Nó mặn lạnh lùng quá. 3. Cười trước thôi nha. Mày cười không, mình đặt thêm quả kèo. Ai cười trước thua men. 7. 8. 9. 10. Ok. Trời ơi. Không ổn men. Không ổn rồi đấy. Được không luôn hả? Đây, số 27 ngày sinh của mình luôn. Thử thách của DT sẽ là tìm một bạn bất kỳ và nhảy sexy dance với bạn đó. Anh em chung là nhìn anh ấy nhảy. Anh có biết nhảy bữa vừa sexy đâu á. Anh cứ làm gì cho nó sexy đi. Đưa tay vào đây. Yeah. Đừng có đi vệ sinh. Nice. Ok. Cắt tay qua đây em, qua đây em, qua đây em. Qua đây. Đúng rồi. Nhảy sexy mà, phải nhảy sexy. Đến thì sao? Không được là bị phạt đây. Là cái cây này gõ vô đầu anh đó. Gõ ngược lại, gõ ngược lại. Gõ đầu ngược lại. Đau. Bốc phải số 29. Bây giờ thử thách của khách thần sẽ là bế một người và đứng. Vậy chị định bế ai nữa chứ chị? Em nghĩ là cấp tình nên bế lo. Khách thần có thể bế một trong ba người này. Không, chắc chắn là anh Double Duty. Em nói không, không có ai khác đâu. Trời thế. Không có ai khác đâu. Đây thì tôi sẽ 1, 2, 3. Mình giống bế người yêu vậy. Ok, thì mình sẽ tổ chức đám cưới. Ông này, 26. Ông ấy chạy. Nếu gặp lại mối tình đầu, anh sẽ nói gì? Nếu gặp lại mối tình đầu thì... Khó thế nhờ. Chào em. Kiểu mấy anh em ngồi với nhau hỏi được ấy. Anh bảo có câu gì hay hay gì đâu cũng.
Nếu như mình có cơ hội được gặp lại người yêu cũ thì mình sẽ nói với cô ấy là một ngày nào đó em sẽ nhận ra những lời anh nói. Ok, hiểu quá. Rút một cái hay rút ba cái hay gì? Một cái thôi. Trời ơi, ghê vậy? Bây giờ anh em rút cái nào anh em phải giật phát ra cơ. 13. Giật rớt là nó rớt là sao? Kệ nó, chơi vậy nó mới ngập. Đúng cây dưới cùng á anh. Sao đổ được trời. 39 mà. Hay lẻ quá vậy ta? Sao lẻ quá vậy ta? Rồi, chơi rồi, chơi bất bình tư rồi. Bóp ở trên nè. Bóp dưới nè. Có rung cái bài kia đứng. Đổ. Đừng, đừng rung á. Ai là chết thế? Đổ nè con. Trời ơi. Không quá đâu. Hồi năm lớp 10 lớp 11 gì đó em không nhớ rõ. Trong lớp bọn em có một cái trò. Bọn em xếp bàn và ghế lại với nhau thành một cầu. Cái cầu trượt rất là dài. Xong rồi em sẽ lên trển và em trượt xuống. Thì trên đường trượt em bị vướng cái áo lại và rách làm đôi cái áo sơ mi. Em là trò cười của cả lớp vào buổi hôm đó. Hồi đó thì mọi người không thích em khi mà em rap và hát lắm. Nhưng mà bây giờ thì em đã đứng đây rồi. Yeah. Ghê dữ trời. Yo bro, anh em làm được rồi. Em thật lắm à. Đi làm từ thiện á. Rồi trả thế. Không, mình phải làm từ thiện chứ. Thật ra đó với em thì tiền trúng số đó là tiền may mắn của tất cả mọi người. Nên em chưa thấy ai trúng số mà giàu hết. Nên là mình nên đi cho người ta nhiều hơn. Giữ lại của mình một ít thôi. Nhưng mà em sẽ không cho cấp tình nha chị. Riêng cấp tình là em không cho. Anh em. Sao vậy? Sao không cho cấp tình? Dạ tại em không thích cấp tình lắm. Ghét cấp tình lắm. Thì dù anh DT có ghét mình cỡ nào thì mình cũng vẫn ghét anh DT thôi. Yeah, ok em. Cái đúng là anh em tốt. Anh em tốt mà. Đúng rồi. Không. Anh mình chứ anh ai. Cay quá. Dí. Trời ơi. Ai đó? Có bậy kìa. Có gì muốn đây? Có lúc nào chỉ là em lỡ tay nghịch ngợm thôi mà. Em muốn chỗ nào? Bây giờ em gợi ý cho anh em đi, em muốn chỗ nào? Cho em. Em đưa này kìa. Mày phá. Em muốn chỗ khác. Oh. Nó phải thế chứ. Thôi không, phải giải vô cái mỏ. Không. Ây da. Ông bính tôi không nội. Ây da. Hay điếc á. Trời ơi. Gió nhẹ nhất đó. Đau quá. Ây da. Đau dữ lắm hả? Rồi xong rồi, nghỉ luôn rồi, về luôn rồi. Yo bro, anh em mình tuyệt vời. Đến giờ anh em mình phải dọn rồi. Số tiền cát xê đầu tiên mà em nhận được. Nói thiệt nha. 200.000. Rồi, nhiều. 200.000. Dạ em đã dùng số tiền đó làm gì? Chỉ nhớ đầu tiên là em mua nước mía cho một bạn nữ. Em đi diễn show mà em uống nước mía. Không được á. Tại sao vậy? Không được á. Trời ơi, cấp tình thôi. Không phải nhớ về sau. Cho bạn là, nữ. Không được, cầm ly nước mía là không được rồi. Nhưng mà mua nước mía nữ. Bạn nữ đó làm đi hát luôn đúng không? Bạn nữ đó không đi hát bro. Bạn nữ đó đi hát là em tốt lắm. Không, thôi mọi người đừng hỏi nữa. Hay xoáy quá. Wow. Có chút bài hồ. Chính chá. Từ đầu tiên, anh em cũng thích hình. Chú ý, chú ý. Ok. Ai à? Lo. Sao anh biết? Anh đoán thế. Hay thế. Bạn này vừa chạm với không ấy lắm nhỉ? Sao lại bạn bố nhỉ? Hơi khó nhỉ? Hoa gì? Bạn có thể chạm lại mình không? Không? Múa. Bạn DT có thể ôm lại mình lần nữa không? Để nó đứng làm sao nó lao quá. Bạn DT, bạn có thể ôm lại mình lần nữa không để mình dễ đoán? Gầy thế nha. Tại này em hiểu không? Em đứng làm sao em la tiếng là biết, còn lại anh rồi. Biết anh rồi mà đoán gì nữa. Lần đầu là lo, lần hai là DT thì chắc chắn lần ba là captain rồi. Bye bye. Mọi người. Cơ hội sở hữu vé rap Việt All Star Concert 2023 miễn phí duy nhất trên sự ứng dụng giải trí Vion. Xem ngay mỗi tối những chương trình được yêu thích nhất. 20 giờ thứ hai Bà Tư Hoa Vương, 21 giờ thứ sáu ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam mùa 2, 20 giờ thứ bảy rap Việt mùa 3.
Rapid All-Star Concert 2023, cơn dị chấn về rap và hip hop độc nhất năm 2023. Cuộc đổ bộ của hơn 200 nghệ sĩ, hơn 40 tiết mục được dàn dựng hoành tráng của dàn huấn luyện viên, giám khảo, top 9 và các ngôi sao hot nhất rap Việt. Phối hợp cùng những nghệ sĩ được yêu thích: Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Mira Trần, Vũ Thảo My, Tích Kỳ, Lee Win. Tham gia Dance Challenge tại sân khấu concert và nhận những phần quà hấp dẫn. Chỉ một đêm duy nhất ngày 7 tháng 10 năm 2023. Mua vé ngay hôm nay. Sở hữu vé VIP có cơ hội trở thành khách mời khu vực President. Sở hữu vé VIP có cơ hội dùng tiệc tối cùng quán quân và áp quân Rapid Cuba. Sở hữu vé Fan Zone. Sở hữu tầm nhìn sân khấu 360 độ. Mua vé ngay trên vshop.vn.